lại học một vài câu để mà mình sử dụng mỗi khi mà mình đi du lịch á, mình có một vài cái nhu cầu. Ở đây cái tiêu đề cái bài là Alofis du tourisme, ở tại cái văn phòng du lịch. Ở đây thì là danh từ đó, trong tiếng Việt mình cái chữ du lịch mình dùng cũng không có rõ ràng đó là danh từ đó, nhưng mà đây danh từ le tourisme là ngành du lịch. Bây giờ đây du khách có thể hỏi đó, muốn hỏi xin một vài cái thông tin, ví dụ như đây avez-vous un plan de la ville, ông bà có một cái bản sơ đồ của thành phố không. Je voudrais un plan de transport en commun, tôi muốn một cái sơ đồ về những phương tiện vận tải công cộng, vận tải chung. Cái chữ en commun là đi chung với nhau chứ cũng không có chính xác là công cộng nữa. Est-ce qu'il y a un bus de nuit, có một cái xe buýt ban đêm không. Avez-vous un guide de restaurant de la ville, ông bà có một cái quyển hướng dẫn về các cái nhà hàng trong thành phố này không. Je cherche un hôtel pas trop cher, tôi tìm kiếm một cái khách sạn không có mắc tiền lắm. Pouvez-vous me recommander un hôtel près du centre, ông bà có thể hướng dẫn cho tôi. Recommander có nghĩa là dặn dò đó, đó. Dặn dò cho tôi một khách sạn gần cái trung tâm không. Pouvez-vous nous conseiller un endroit pour sortir le soir, ông bà có thể khuyên chúng tôi, tức là tiếng Việt mình sẽ nói là chỉ cho chúng tôi đó, chỉ cho chúng tôi một cái nơi chốn để đi chơi vào ban đêm không. Où peut-on louer une voiture, ở đâu chúng tôi có thể thuê một chiếc xe hơi. Thì mấy em chỗ này là những câu này phát âm cũng dễ mà cấu trúc văn phạm cũng dễ đọc nữa, thông dụng, các em có thể đọc đôi đọc tới nhiều lần đó để quen, và mỗi khi mình gặp trường hợp cần thiết mình có thể dùng được.